Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Thì hiện tại thì bốn về con Tâm có việc đó mọi người, rồi cũng tới thăm hai mẹ con của nhà chị Ben với là bé Đan, gửi tặng một số quà hàng tháng của chị Trang gửi tặng cho hai mẹ con. Thì bây giờ bốn mời mọi người cùng theo chân bốn đi vào trong để hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con cũng như là gửi quà cho hai mẹ con nhé. Mọi người, chị vừa mới chị ngồi ở bên cái quán nước bên kia mọi người, ngồi ở trên tiệm tạp hóa bên kia. Chị cũng mới về, muốn nhờ chị về để xem thử như thế nào. Chị làm dưới làm gì dưới á chị? Làm gì dưới đó vậy? Dạ, em chào chị nha. Dạ. Chị ngồi đó đi, chị ngồi đó đi. Em gắng em nói chuyện chạy xíu. Mấy bữa nay chị Ben khỏe không? Dạo này khỏe không chị? Cũng khỏe ha. Bé đang đâu chị ha? Bên kia. À, nó ở bên kia hả? Dạ. À, là hồi nãy là bốn với chị là từ bên kia về. Bố có tưởng là bé đi chơi đâu. Bé đang mấy bữa nay nó có quậy không chị? Nó có bị đau ốm đồ gì không? Có. Ủa, bé đang bị đau sao hả chị? Đau mắt, đau bụng. Đau mắt với đau bụng hả? Ừ. Ôi sao em bé cứ đau mấy người ta. Rồi chị có nhờ ai dẫn bé đi khám không? Có, chị vô. Chị náp á hả? Dạ. Là đi khám về bác sĩ có nói bị đau gì không chị? Đau bụng, bị sốt thôi. À, bị sốt thôi hả? Ừ. Vậy chắc đau lặt vặt của mấy em bé á cả nhà, chứ cũng không có cái gì. Cái khoảng thời gian này á, là ở đây là mưa nhiều không chị? Có. Đúng hả? Ừ. Rồi nó có ảnh hưởng tới cái nguồn nước mình sử dụng không? Nó có đục không? Không biết. Ừ. Ấy là chị bơm lên chị có thấy nó đục không? Ừ. Không hả? Ừ. À vậy là nó vẫn bình thường. Tại hôm đợt trước là ở trong cái giếng á, ở trên cái thành giếng là cũng có che đậy hết cả nhà, nên là chắc là mưa chắc cũng không sao. Em cứ sợ là mưa á, là mấy cái lá tre ở trên nè nó rớt xuống á, rồi nó lâu ngày cái là nó đục nước hoặc là nó cuốn nước mưa mà nhiều quá nó chảy xuống ở dưới giếng luôn á là nó đục. Nhưng mà không bị ha chị. Nước lâu nay vẫn sử dụng bình thường ha, cái bơm cái tẹt đồ vẫn sử dụng bình thường ha. Ừ. Không có gặp vấn đề gì hết. Nhà hai mẹ con thì cũng quanh quẩn ở trong nhà đây với lại đi qua bên nhà bên tiệm tạp hóa của chị Náp chơi vậy thôi, chứ cũng không có làm gì, giờ cũng không có làm gì được cả nha. Còn bé thì nó còn nhỏ, nó đau lặt vặt ha. Ừ. Ừ. Rồi dạo này là có đoàn từ thiện ha, ai tới thăm mình không chị? Không hả? Ừ. Ừ. Cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho hai mẹ con, gửi cho chị Náp á, thì hiện tại sử dụng như thế nào chị? Còn nhiều không? Còn. Còn được bao nhiêu chị ha? 20. 20 à? Ừ. Hình như em nhớ được đó là 25 triệu 700 mấy đó đúng không? Mà chị lấy lại 700 để sử dụng, còn gửi cho chị Náp là 25 triệu phải không? Ừ. Xong rồi tháng trước là chị lấy bao nhiêu ta? Tháng trước thì lấy 3 triệu. 3 triệu hả? Xuân Khâm con bé. À, xong rồi đợt sau có lấy nữa không? Là lấy thêm 2 triệu nữa hả? Ừ. À, là tổng cộng chị lấy 5 triệu rồi. Ừ. À, chào cô. Dạ. Thì chị là gửi ở đó tổng cộng 25 triệu. Nhưng mà lấy hết 3 triệu để khám bệnh cho bé rồi. Rồi còn 2 triệu là hai mẹ con sử dụng. Là tính tới bây giờ là cũng 2 tháng rồi đó. Ừ. Ừ. Là cũng có tiền của trợ cấp của nhà nước với lại bà con cho cái này cái kia ăn, không gì? Dạ. Rồi có thêm, mình lấy thêm ít tiền đó nữa, mua sữa, mua tã, mua bỉm cho bé. Rồi có sử dụng. Nói chứ một em bé sử dụng cũng khá là nhiều tiền, chị ha? Dạ. Ừ. Ở đây chắc bà con đồ cũng thương, cũng cho cái này cái kia ăn vậy ha. Dạ. Chứ không phụ thuộc hết vô cái số tiền của nhà nước hoặc là cái tiền của Mạnh Thường Quân thì cũng đâu có đủ đâu.
Nói vậy chứ cái chi phí nó cũng cao lắm mọi người. Một tháng cái chi phí cũng nhiều tiền lắm. Rồi cái đèn năng lượng mặt trời đây xài tốt không chị? Đó, hôm đợt trước rồi mấy anh em tới. Là tiền trả sao? Mấy anh em ấy tới. Là thường thường là nó tự động sáng hay là chị phải bật? Từ nó ra. Tự nó sáng. Ừ. Là mấy mấy giờ tối là nó sáng? 6 giờ. 6 giờ. Ừ. Xong nó hết pin, nó chạy hết pin luôn hay là tới sáng là nó tự tắt? Tự tắt khoảng 2 giờ. Khoảng 2 giờ sáng là nó hết. Nhưng mà ở trên đây phòng khách thì nó cũng sáng vô cái phòng ngủ của mình sơ sơ thôi đúng không? Ừ. Chứ cũng không chói mắt lắm đúng không? Nó có ảnh hưởng tới chuyện khó ngủ không? Bình thường. Bình thường hả? Vậy chứ có cái này nó cũng sáng, cái nhà nó cũng đỡ chứ ha. Đỡ tốn tiền, buổi tối mình đỡ tốn tiền điện rồi này nọ chứ. Ừ, cái này cái bóng điện đây là được nhóm vòng tay yêu thương ở trên Gia Lai đó mọi người gửi cho anh hướng ở đây xuống đây với ba anh em, với thêm anh Sao nữa, là ba anh em đi ráp cho năm cái hoàn cảnh, thì trong đó có gia đình của hai mẹ con của chị Ben đó. Em đi ra coi cái tẹt đồ thử xem thử nó có bị gì không ha. Đây cái nguồn nước thì ở dưới đây mọi người. Nhà chị thì cũng khá là ẩm thấp, nhưng mà như vậy là cũng ổn lắm rồi. Đây cái tẹt là để phía bên ngoài này cả nhà, còn nước thì dẫn vô một chút vậy thôi. Ồ, nước ở trong đó, không có bị đục. Nó còn anh em bốn đó là bắt cái automat ngay chỗ đây. Nè, nó thấp thấp vậy là chị vẫn có thể bật được cả nha. Ồ chị, không biết ai lấy củi chứ giùm chị hay là chị tự lấy ta. Chắc là coi nhờ ai lấy giùm chứ sao mà chị đi lấy được. Để bốn lên trên bốn hỏi xem thử như thế nào. Thì ở dưới đây là nó hơi tối á, nên là cái điện thoại nó bắt sáng không có tốt. Mọi người thông cảm xem, thông cảm ha. Chị Ben ơi, cái củi ở dưới kia nè là ai đi lấy giùm chị hay là sao? À là cũng nhờ cháu đồ hàng xóm đồ lấy giùm ha. Rồi hai mẹ con nấu thêm. Hình như nhà chị cũng có bếp ga mà. Có. À là cái nào mà nấu nhiều là mình sử dụng bếp củi, còn hâm đồ ăn là mình nấu bếp ga cho đỡ tốn ha. À vậy cũng được. Rồi để em ra em coi cái tẹt ngoài kia thử. Cái nguồn nước ngay chỗ đây thì còn thấy là nó còn trong đồ á. Chứ mà còn cái tẹt thì không biết thì sao. Nó có bị lệch đồ không mọi người. Mình đi ra mình coi thử. Đó, vùng đất Tây Nguyên là nó như thế này mọi người. Đất thì nó nền nó cứng, nên là làm nhà đồ thì nó cũng dễ dàng. Nhưng mà có một cái là nó đỏ nè. Đó mọi người thấy không? Bốn đi cái dép này là nó dính vậy. Đó, nó rất là dơ luôn á. Mà nó trơn trượt lắm. Đó. Còn ở đây thì cỏ mọc lâm đây chị cũng đâu có làm được đâu. Với lại hình như đất phía bên đây cũng nhà người ta. Đó, cái tiệc thì để như thế này thì cũng thấy nó cũng không có bị sao hết. Vẫn y như cũ, không có bị gì hết. Còn nguồn nước thì ở xe túc ở dưới kia nè. Qua bên cái dãy nhà đó mọi người. Mọi người thấy cái nhà đó không? Là qua bên dãy nhà đó. Xong rồi xuống sâu ở dưới nữa. Là mới có cái giếng ở dưới đó. Là nhờ. Là mình dùng chung á. Mình xin dùng chung á mọi người. Chứ không phải là giếng của nhà mình. Bây giờ ở khu vực đây mà muốn đào giếng cực kỳ khó. Mà đất nó có sự sụp lún nữa, nó khá là nguy hiểm, nên là người ta cũng không nhận. Mà chi phí cũng khá là cao nữa, nên là bây giờ dùng hai mẹ con dùng cũng ít nữa, nên là chỉ có mình xin dùng chung để đỡ tốn chi phí mọi người ạ. Thôi chị Ben ạ, thì hôm nay á là em tới thăm hai mẹ con ha, rồi gửi một chút quà hàng tháng của chị Trang á. Cũng như mấy tháng trước là em cũng có gửi y như vậy ha. Thì đây là cái phần quà trị giá 500 ngàn của chị Trang gửi cho hai mẹ con. Thì chị Trang có hỗ trợ rất là nhiều cái hoàn cảnh ở trong cái kênh của bố. Thì chị Ben với lại bé Đan là một trong những cái hoàn cảnh đó. Thì ở trong này là có này, một bao gạo này, một thùng mì này,
một thùng sữa cho bé Đan này, với lại ở đây là có muối, dầu ăn, xì dầu, nước mắm, một bịch xúc xích với một bịch lạp xưởng. Lạp xưởng này chị biết dùng rồi đúng không? Hồi tháng trước em có hướng dẫn rồi đó, không biết có chị còn nhớ không? Ở đây lạp xưởng mai quế lộ của Vixen, Vixen chứ. Đó. Thì tổng cộng cái suất quà này nó trị giá 500 ngàn của chị Trang ha, chị Trang ở Sài Gòn. Thì chị có lời nào muốn gửi tới chị Trang không? Nói đi. Em cảm ơn chị Trang đã gửi quà cho hai mẹ con. Dạ. Dạ. Ờ, tại vì chị Ben nó cũng nói tiếng Kinh không có rõ mọi người, nên là bốn xin thay mặt cho hai mẹ con cảm ơn chị Trang đã gửi cái suất quà này cho hai mẹ con nha. Em chúc chị Trang và tất cả quý mạnh thường quân và tất cả mọi người có một cái một ngày mới vui vẻ và an lành và tràn đầy sức sống nha, tràn đầy sức khỏe để có thể là làm việc hết mình và cống hiến cho xã hội. Muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì chị em mình qua nha, chị Náp chơi ha. Hỏi chuyện chị Náp một xíu. Cái này là em cắt ở đâu được? Em cắt cho chị. Cứ để đây hả? Dạ. Rồi để đây một, rồi khi nào chị dùng chị lấy chị dùng cũng được. Còn không là cắt chỗ nào em cầm cắt cho. Chơi. Thấy dài chín nặng lắm mà. Chị như thế này chị cắt không được hết chứ. Đây mọi người là bốn đây chắc cũng phải hai mấy ba chục cây, 25 cây hay sao, là rất là sợ mưa, mà cái mùa này là mưa liên tục rồi, nên là phải bỏ vô cái bao như thế này đây, chứ nếu không là mưa, sợ mưa ướt gạo. Nhưng mà mì tôm thì cũng không sao mà sợ ướt gạo. Rồi đây. Chô ngay chỗ đây đất nó đùng này, nó dơ này, cái đất đỏ mọi người là nó như thế này, nó cứ chảy y như phù sa vậy, nhưng mà cái này hình như không tính là phù sa, cứ đất đỏ nó chảy. Mà chị đi chân không như thế này nó dơ cái chân đó, cái chân ở dưới này nè, chị phải mang dép vô, chị mang dép vô xong rồi cái là chị đi thêm hai, nó thành ra đi hai đôi dép luôn đi, chứ không nó dơ và chị lên nhà nó cũng dơ. Thôi chị đi, chị qua phía kia đi. Yeah. Chị Ben đi như vậy cả nhà. Thì bốn quay lên thì có một số anh chị không biết vì sao mà nói là giả, thì bốn cũng không hiểu là vì sao. Như mọi người thấy đấy, nếu mà giả mà cứ đi thoăn thoắt như thế này thì không biết là mọi người có giả được hay không, cho bốn thấy là không thể giả được đâu cả nhà. Đó, nhưng mà bản thân bốn ở ngoài thì bốn biết là không giả, nhưng mà có một số cô chú anh chị, có một số anh chị nói là giả tạo thì cô bốn cũng không biết sao để chứng minh được. Thì có nhiều cái video bốn quay á thì cái chân chị rất là nhỏ luôn, mọi người có thể xem và mọi người có thể biết được. Đây mọi người, là đây là tiệm tạp hóa của chị Náp. Đó. Thì bình thường đó là chị Ben quanh đây là phụ bán hả chị? Phụ hả? Phụ gì được là phụ hả? Phải không? Em nghe hồi nãy em nghe chị bên này nói nè. Có không? Dạ. Yeah. Rồi cũng ẵm bé qua anh đây ngủ cho nó mát hả? Bé bị sao mà nó nằm vậy chị? Sốt. Sốt hả? Bị đau sốt hả? Nó sốt lâu chưa chị? Rồi. Một tuần rồi hả? Ừ. Ừ. Rồi có mua thuốc rồi gì cho em uống chưa? Có. Có rồi hả? Ừ. Trời ơi, mấy em nhỏ cứ đau cứ sốt miết á mà. Thì hôm bữa tháng trước thì em tới là cũng kêu là đi khám bệnh 2-3 lần gì rồi phải không? Còn là đợt này tới cũng thấy giờ cũng đang sốt mà đang nằm ngủ kia đó. Trời ơi. Rồi cho em nói chuyện với chị Náp xíu. Chị Náp, bình thường đó là chị Ben qua đây là phụ chị bán hả? Dạ phụ chị bán. Chắc ngồi chơi rồi phụ bán vậy thôi chứ. Thì chị ở nhà chị cũng buồn thì xuống đây chị chơi. À, phụ kiểu như là chị không đi làm gì được phải không?
là chị ngồi ở nhà cũng buồn thôi, chạy lên đây Xả phụ xuống bán ngay. được cái gì bán, rồi 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 ngồi nói chuyện đồ cho vui, chứ còn ở nhà kia lủi thủi mình cũng buồn ha. Chị cho em hỏi là hôm hôm đợt trước chị Ben với em có gửi tiền cho chị đó, hiện tại thì số tiền đó nhiều ít, còn nhiều ít sao rồi chị? Chị còn nhiều, chị có đợt trước chị lại được 5 triệu đó thôi, còn Là hai đi chục khám ngàn. khám bệnh cho bé. Đợt trước là chị xài tới giờ là chị lấy 5 triệu xài tới giờ, còn 20 triệu là chị vẫn cầm cho chị. Dạ. Dạ vâng. Vậy là hồi tháng trước á, là chị Ben có nói với bố á, là chị lấy một ít tiền để đi khám bệnh cho bé đó, rồi xài rồi là tới bây giờ cũng chưa lấy lại, chưa Chưa lấy lần nào ha. chưa Dạ, vẫn là vẫn còn 20 triệu trong đó ha. Thì cái số tiền này á, là cứ hàng tháng thì chị trích ra một ít gì đó, ví dụ như 1-2 triệu gì đó để cho hai mẹ con mua thêm tã sữa bỉm hay cái gì đó cho bé để sử dụng nha chị, hoặc là ví dụ như để phòng những cái trường hợp mà đau ốm bệnh tật, chứ mình cũng không thể ỷ lại cái số tiền này mà mình cứ tiêu xài thẳng tay như vậy thì chừng sau hết rồi không có nữa. Tại vì mạnh thường quân họ giúp đó, là họ chỉ giúp một lần thôi. Thì đó tiền đó đã có dám xài và lúc đau ốm vậy thôi, chị nên mới là tiền đó, còn chứ không đau ốm thì tiền đó cũng để cắt vậy thôi chứ không có lấy. Bây giờ thì mạnh thường quân họ chỉ giúp một lần vậy thôi, rồi cũng 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 nhờ các anh chị các cô chú ở hàng xóm đây giúp đỡ chị thêm đó, mỗi người tay giúp chị thêm, chứ bây giờ hai mẹ con đâu có làm gì ra tiền đâu. Cũng nhờ trông cậy vào hàng xóm vậy thôi, chứ còn mạnh thường quân thì họ chỉ giúp một lần thôi, còn hàng xóm mình thì cứ có cái gì cho một chút, mỗi người cho một chút ăn vậy đó. Chị bán hàng ở đây một ngày kiếm được 1 triệu 2 triệu không Bán chị không đủ hả? tiền mua sữa cho con, Trời ơi, lại thiệt nói vậy tình luôn á, nữa. thiệt tình Đây bán được đủ em tiền mua thấy sữa tiệm cho chị là lớn nhất ở làng rồi rồi lớn gì mà lớn đó mà, giải mà tưởng kiếm được 1-2 triệu gì kiếm được 50 mừng rồi, vậy kiếm được à? 2 triệu trời ơi, ngài chưa kiếm được 50 rồi. Mấy nay ở mình lại mưa lắm phải không chị? mưa nhiều Dạ. chị dân toàn ở Để nhà. xíu nữa em xuống em coi thử cái bơm nước đấy nó còn ngon không, nó có bị gì không ta? Em sợ mưa nhiều nó đục á, lá đồ nó xuống không? Thiếu nước thôi, Trời mưa mà sao thiếu nước được? không biết nữa, nghe bên đó là bơm biết là nước là bị ấy rồi đi cả. Nhớ. Rồi để xíu nữa em coi lại thử. Dạ. Em bị sốt hả? Bị chảy hả? Trời đất ơi, tội dữ. Bị tiêu chảy rồi. Bốn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các quý mạnh thường quân và các vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với bốn trên cái con đường thiện nguyện của bốn nha. Nếu như mọi người thấy những cái việc làm của bốn hay và ý nghĩa thì mọi người đừng ngại bấm đăng ký kênh và chia sẻ những cái video mà quay những cái hoàn cảnh mà mình cảm thấy là có duyên và thật sự đáng thương. Hãy chia sẻ nó lên các trang mạng xã hội để lan tỏa những cái hoàn cảnh đó tới nhiều mạnh thường quân hơn, để có thể chung tay giúp đỡ những cái hoàn cảnh đó bớt cái phần nào khó khăn trong cuộc sống nha cả nhà. Rồi còn bây giờ thì bốn xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của bốn. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye.